Ấn Độ vẫn đang là cường quốc dân số thứ hai toàn cầu xếp sau Trung Quốc. Tuy nhiên chỉ trong vòng hơn 6 tháng tới thì vị trí này có thể sẽ thay đổi. Ấn Độ sẽ thay thế nước láng giềng ở vị trí dẫn đầu. Theo báo cáo triển vọng dân số thế giới năm 2022 của Liên Hợp Quốc, vào ngày 1 tháng 7 năm 2023, thì dân số Ấn Độ sẽ rơi vào khoảng 1,428 tỷ người, còn Trung Quốc thì sẽ là 1,425 tỷ người. Trong bối cảnh nhiều quốc gia hiện nay đối diện với tình trạng tỷ lệ sinh giảm, già hóa dân số, viễn cảnh trở thành quốc gia đông nhất thế giới vừa mở ra cơ hội nhưng cũng mang lại nhiều thách thức. Các chuyên gia về dân số cũng như các nhà kinh tế học đang đưa ra các dự báo về triển vọng dân số của Ấn Độ cũng như các gợi ý đi kèm. Trong đó, trong vài thập kỷ tới, dân số Ấn Độ sẽ ở vào giai đoạn dân số vàng, với số người trong độ tuổi lao động dồi dào nhất. Đây là lợi thế về nguồn lao động cũng như về thị trường để Ấn Độ thu hút các nhà đầu tư quốc tế tới làm ăn. Vào năm 2020, có khoảng 900 triệu người Ấn Độ, chiếm 67% tổng dân số trong độ tuổi lao động. Về mặt lý thuyết, việc trở thành cường quốc về dân số hàng đầu cũng có nghĩa Ấn Độ đang nắm trong tay rất nhiều lợi thế trong cuộc chạy đua về phát triển kinh tế. Ngoài việc có một lực lượng lao động dồi dào, trẻ, có chi phí phải chăng, Ấn Độ cũng đang trở thành một trong những thị trường nội địa quy mô lớn hàng đầu thế giới. Việc Ấn Độ đã vượt qua lần lượt Pháp và Anh trong khoảng 6 năm vừa qua, cho thấy nước này đang nắm giữ nhiều tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn. Việc tầng lớp trung lưu của nước này đang tăng về quy mô và chất lượng sẽ là yếu tố giúp thúc đẩy tiêu dùng nội địa, yếu tố đảm bảo duy trì tăng trưởng về dài hạn. Tuy nhiên, cũng không thể nói chắc chắn rằng trở thành nước đứng đầu thế giới về dân số sẽ giúp Ấn Độ nâng cao vị thế của nền kinh tế. Yếu tố then chốt ở đây là cần đánh giá liệu lực lượng lao động khổng lồ của Ấn Độ có đáp ứng được nhu cầu của các ngành công nghiệp quan trọng hay không. Thực chất dân số Ấn Độ đông nhưng lực lượng lao động vẫn nhiều về số lượng và chưa thể nắm trong tay các kỹ năng, kỹ thuật hàng đầu trong các ngành công nghiệp. Ngoài ra, việc tạo ra đủ chỗ làm việc cho hàng trăm triệu người cũng là một bài toán khó qua từng năm. Nếu Ấn Độ dựa quá nhiều vào các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động, thì tăng trưởng sẽ chỉ bùng nổ trong từng giai đoạn, chứ chưa thể nâng cấp nền kinh tế lên. Một điểm quan trọng nữa để tạo ra đột phá về tăng trưởng là chính phủ Ấn Độ cần có định hướng, ưu đãi và đầu tư đúng thời điểm, đúng khu vực ưu tiên để kích thích nền kinh tế tư nhân tăng trưởng. Việc tăng trưởng dân số tiếp tục được duy trì là một trong những lợi thế của Ấn Độ khi có được nguồn nhân lực dồi dào trong dài hạn. Tuy nhiên, đây lại là áp lực vô cùng lớn từ hệ thống cơ sở hạ tầng, các phúc lợi và dịch vụ xã hội thiết yếu như y tế, giáo dục ở nước này. Người trên người tại các bến tàu và bến xe buýt là cảnh tượng thường thấy tại Ấn Độ. Dân số tăng nhanh đang gây áp lực nghiêm trọng lên cơ sở hạ tầng giao thông công cộng của các thành phố. Chúng tôi lúc nào cũng chen chúc đến nghẹt thở, rất khó khăn khi di chuyển khoảng cách xa và thường bị trễ tàu. Tại Ấn Độ, người di cư đổ về sinh sống tại thủ đô New Delhi và trung tâm tài chính Mumbai. Những siêu đô thị này liên tục bị quá tải bởi lượng người quá lớn. Với dân số 20 triệu người, New Delhi là một đại đô thị với mức độ ô nhiễm cao. Theo quy hoạch tổng thể của thành phố này, dân số dự kiến sẽ tăng lên 28 triệu người vào năm 2041. Tại các đô thị lớn như New Delhi, Mumbai, Chennai và Kolkata, cơ sở hạ tầng, nhà ở, nước giao thông và vệ sinh đang phải vật lộn để đối phó. Và điều này sẽ càng trở nên trầm trọng hơn do biến đổi khí hậu. Dharavi ở thành phố Mumbai được coi là một trong những khu ổ chuột lớn nhất thế giới. Với sự gia tăng dân số, chúng tôi đang phải đối mặt với nhiều vấn đề. Ở đây không có cống thoát nước, chỉ có 10 nhà vệ sinh công cộng cho nam và 10 cho nữ, mà có ít nhất 5.000 người đang sống ở đây. Tại Ấn Độ, tình trạng thất nghiệp cũng lan tràn. Tỷ lệ thất nghiệp của Ấn Độ đạt đỉnh 23,5% vào năm 2020, năm đầu tiên của đại dịch COVID-19. Hiện tỷ lệ này vẫn duy trì ở mức khoảng 7%, cao hơn mức trung bình toàn cầu. Dân số cao cũng kéo theo tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. Cứ mỗi vị trí tuyển dụng có ít nhất 100 ứng viên. Hiện Ấn Độ vẫn chủ yếu là nông thôn với khoảng 33% dân số sống ở các thành phố, nhưng tốc độ đô thị hóa đang tăng lên. Đến năm 2035, 675 triệu người Ấn Độ sẽ sống ở các thành phố và theo dự đoán của Liên Hợp Quốc. Và năm 2050, nhiều người Ấn Độ sẽ sống trong môi trường đô thị hơn là nông thôn. Thực chất thách thức của Ấn Độ đó là làm sao phải đảm bảo dân số hơn 1,4 tỷ người được đào tạo đầy đủ cả về kỹ năng và kiến thức, và họ cần phải đóng góp vào tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP. Ngoài ra, tạo ra việc làm trong một nền kinh tế tri thức vốn cần ít tài nguyên và lao động giản đơn hơn cũng là áp lực.